Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ván tiết đấu thứ hai giữa hai tuyển Subnautica Esports với tỷ số hiện tại là 1-0 dành cho team Secret, với một ván đấu mà rất căng thẳng ngay ở giai đoạn mid game tới late game. Nhưng mà chúng ta cũng đã nhìn thấy được là CBD Esports có tiềm năng mức độ như thế nào. Điểm sáng của CBD là Ikigai với những cái tư duy mới ở những cái vòng rừng. Anh ta có những cái bước đi rất khó để đoán và Ares là nạn nhân ở trong ván đấu đầu tiên đấy. Dù vậy thì ở cái giai đoạn sau của ván đấu, cái việc mà thay đổi các thành viên và mới ghép lại với nhau, nó đã khiến cho CBD Esports bị mất rất nhiều lợi thế ở trong những tình huống giao tranh khi mà họ cứ đứng sát vào với nhau, tạo cơ hội cho Kia có thể hút được nhiều người với chiều cuối. Đúng là tuổi trẻ thì kỹ năng cao nhưng kinh nghiệm thi đấu lại chưa nhiều. Chúng ta thấy là hai người chơi chủ lực của các thành viên CBD họ lại đứng rất sát nhau ở những cái giao tranh rất quan trọng. Từ đó thì CBD họ đã bị dính một cái siêu cuối cực kỳ đẹp của Kia, và từ đó thì họ đã thể thất thế trong những tình huống giao tranh quan trọng. Nếu như trong kịch bản mà lý tưởng nhất dành cho Subnautica, họ đánh con rồng thứ tư một cách dễ dàng thì có lẽ là họ sẽ là người có lợi thế ở con rồng thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ván thi đấu thứ hai giữa hai đội tuyển Team Secret và Subnautica Esports. Ở ván thi đấu thứ hai này, TS họ sẽ ở đội xanh, trong đó Subnautica họ sẽ ở vị trí đội đỏ. Và trước cái giai đoạn mà 14.1 ra mắt, rất nhiều người dự đoán là ai cũng thích đội xanh hơn, bởi vì cái bộ đôi đường dưới đội đỏ dễ bị ganh quá. Nhưng không, khi mà các giải đấu diễn ra, thực ra đội đỏ sẽ là đội có ưu thế hơn. Bởi vì thứ nhất, chúng ta có quá nhiều power pick ở thời điểm hiện tại. Đội đỏ sẽ là đội được quyền đưa ra hai lựa chọn sau cái lựa chọn đầu tiên của đối phương. Sau đó bạn còn có một lựa chọn cuối cùng để counter pick lại đội hình bên phía đối phương. Quá nhiều lợi thế nên những cái lợi thế về mặt bản đồ nó lại chưa thể hiện rõ. Còn lợi thế về mặt cấm chọn, đội đỏ đang là đội được các đội ưu tiên nhiều hơn. Như vậy là theo lời của anh Dương thì chúng ta có một điểm là chúng ta chưa quen với cái bản đồ mới. Từ đúng cái vậy. Thời điểm mà chúng ta tiếp cận với phiên bản 14.1, nhưng khi mà chúng ta quen rồi, chúng ta biết cách đề phòng những tình huống xấu có nhất có thể xảy ra. Còn bây giờ thì hiện tại Team Secret họ đã cấm đi Raven, Orianna cùng với cả Yulia. Trong khi đó thì Subnaut họ đã quyết định cấm đi Nico, Nocturne cùng với cả Ashe. Senna đang là một tướng rất mạnh ở đường dưới này, và lần này đến lượt Team Secret muốn thể hiện là chúng tôi cũng biết lựa chọn Kalista. Kalista sẽ đảm bảo được bạn sẽ có một đường có thể chơi lấn lướt được, và bạn sẽ có được một công cụ để bảo vệ cho hỗ trợ của mình. Cặp đôi Renata và Kalista vẫn là một đôi rất mạnh công thủ toàn diện, và Renata rất khó bị hạ gục trước trong giao tranh. Hiện tại Kalista đã chốt đến từ TS, nhưng bên kia Subnaut họ đang nhá vào Lucian. Lucian Milo hay là Varus. Thực ra họ lấy Varus kết hợp với cả Renata cũng được, để xem là họ có muốn cướp vào bài Renata trong tay của Taki hay không. Và bây giờ họ sẽ bắt buộc phải lựa chọn, một là cướp Renata, hai là sử dụng vị tướng khác. Đang suy nghĩ đến lựa chọn là Varus có Rumble, Varus còn Rumble này. Tôi nghĩ Varus Rumble sẽ rất hay. Nó sẽ giấu được hỗ trợ của mình, sẽ biết xem là hỗ trợ đối phương đánh cái gì. Wow. Nhưng quyết định của Ikigai là vì tôi rất thích cái lựa chọn này. Đây là một lựa chọn mà nó mang tính tiến công rất mạnh mẽ và nó có nhiều sát thương. Nó sẽ không giống con Maokai, là Maokai ở giai đoạn hơi đầu một tí là bạn không có đủ sát thương. Nhưng đó, Kiang cũng thể hiện là mình cũng có thể đánh những chất tướng như vậy. Xin Giao vẫn còn nha. Xin Giao với Vi sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị ở trong khu vực rừng. Tôi thấy hơi lạ một điểm là khu vực VCS của chúng ta rất ít chơi con Xin Giao. Chính xác. Mặc dù Xin Giao đang được đánh giá là một trong những lựa chọn đi rừng mạnh nhất ở phiên bản 14.1 này. Thậm chí là có thể 14.1 này, và thậm chí có thể tương lai sẽ còn giảm sức mạnh nhiều nữa. Nhưng quyết định của TS, một lựa chọn an toàn đứng trên Kassante trong tay của Hazmat. Đây là một lựa chọn rất hay, bởi vì với vòng sắt cổ tự, thực ra Kassante có thể đối đầu được với Rumble ở đứng trên. Đúng vậy. Và khi mà anh ta có được đủ cấp độ rồi thì anh ta sẽ là một vị tướng có thể hạ gục được Rumble. Những quyết định của CBD Esports lại quay trở về một chất tướng hỗ trợ nó truyền thống hơn một tí dành cho Hiếu 3. Đấy là Rakan, nhưng như vậy sẽ là Varus đánh tay. Bởi vì nếu mà Varus sát lực sẽ không hợp với con Rakan này. Đúng vậy, Varus tỷ lệ rất cao sẽ là Varus hiệu ứng đòn đánh. Nhưng khi mà các bạn lựa chọn Vi kết hợp với cả Rakan gặp Reata bên kia, khó chơi kinh khủng luôn. Chính xác. Và thậm chí là TS, nếu như mà họ muốn chắc chắn, họ có thể lấy những vị tướng đi rừng mang thì nước bảo kê như Reo, như là con Poppy chẳng hạn, thì Subnaut họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Subnaut bây giờ họ đang hướng tới là cấm đi con bài Lee Sin trong tay của Kia. Bây giờ thậm chí là Xin Giao, Javan đều có thể xuất hiện trong đội hình của Team Secret được, bởi vì cái khả năng tiếp cận từ xa của Renata với định mệnh vẫy gọi hay là với Kassante đều là rất tốt. Ở đường giữa, tôi đang nghĩ đến một cái chất tướng mà có thể hợp với đội hình của Team Secret, đấy là Veiga.
Vega đang có một cái lối lên đồ là Surelia đồ đầu tiên. Nó sẽ cung cấp cái tốc độ di chuyển rất nhanh cho đội hình này. Và cái lồng của Vega khắc chế hoàn toàn Rakan với cả Vi. Bây giờ bạn đâm vào hộ cái. Đúng là ý tưởng của anh Dương thực sự là những cái giáo án nó rất là đặc biệt và dị. Tôi thấy là Vega trong ván thi đấu này đánh được, cấm LeBlanc rồi. LeBlanc là vị tướng mà khiến cho Vega cực kỳ khó chơi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giai đoạn cấm chọn. Thì quyết định cấm Poppy không có gì hoàn hảo hơn. Còn Poppy để mà đưa vào đội hình của Team Secret là đội hình của Sunrush là phá sản hoàn toàn. Nhưng may quá, cấm Poppy đi rồi thì bây giờ Akali bị cấm. Azir cấm LeBlanc với Akali trông hơi giống Azir hoặc Vega này. Bây giờ chỉ không biết Ares đánh con gì thôi. Tristana nữa thì nó sẽ hơi nguy hiểm. Bây giờ Gwen đã xuất hiện. Poon quyết định phải chơi chiến hơn rồi. Nhưng khi mà sử dụng con bài Gwen cùng với cả Vi thì hơi thiếu chống chịu nha. Hơi thiếu chống chịu, sát thương là tương đối nhiều. Đường giữa sai đầu. Và bây giờ thì TS họ đang nhé vào Belvet từ đầu với cả một con Vi bên kia. Thật ra thì Kiang đánh Belvet đã tương đối nhiều rồi. Đúng. Chúng ta không có quá nhiều sự bất ngờ dành cho con bài này. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ xem là đi chung với cả Belvet thì là bị tướng nào. Orieta đã bị cấm. Thực ra tôi nghĩ là Ori nó sẽ... Ôi, Xin Dao hợp lý hơn nhiều. Xin Dao rất hợp lý và Azir. Đây là một đội hình rất chuẩn chỉ của Team Secret. Một đội hình 10 điểm. Không có nhưng. Đúng. Chỉ có vấn đề là Ares sẽ đánh con Azir này như thế nào thôi. Còn về mặt chất tướng, đây là một đội hình dễ chơi hơn rất nhiều so với đội hình kia của Simbrace Sport. Nhưng biến số lớn nhất của ván thi đấu này đã xuất hiện. Chúng ta sẽ có Sylas trong tay của Rachel Wan đối đầu với cả Azir. Thực ra thì Sylas đánh lên không có đè được quá nhiều Azir. Thậm chí là Azir đánh lên với cả Sylas thì rất là vui. Nhưng Corky đánh nhau dọc sông thì là câu chuyện khác. Nhưng bây giờ chuyển qua Corky hay là Yone. Corky tôi nghĩ là sẽ hơi liều lĩnh bởi vì Corky nó khá mềm. Nhưng mà Yone thì nó sẽ cung cấp cho bạn cái khả năng khống chế đối phương với chiêu cuối. Và cái khả năng thả diều của Yone cũng là một điều mà bên tiếng sẽ rất nhắm tới. Nhưng nhìn cái đội hình này với bốn tướng tay ngắn thì Renata cực kỳ thích luôn. Kalista cũng thích luôn bởi vì họ thả diều rất dễ. Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại với cái vấn đề là Varus sẽ lên đồ gì. Thì tôi xin phép là rút lại cái lời tôi nói. Varus bây giờ không còn là hiệu đồ đánh nữa. Có thể sát lực. Bởi vì các bạn nhìn thấy đội hình đấu sĩ. Đội hình đấu sĩ là đội hình lao chung với nhau. Thì con bài Varus kia là con bài tự chơi. Mà tự chơi thì lên đồ kiểu gì cũng sẽ được. Để chúng ta sẽ cùng đợi xem quyết định của người chơi xạ thủ Team Sprut là sẽ là như thế nào. Trong khi đó TS, đội hình của họ là một đội hình mà thực sự rất cơ bản. Thực ra tôi hơi đáng tiếc một chút là cái đội hình mà cái tuyến trên mà băm vào như vậy thì Lucian với Milio rất đẹp. Nhưng mà cặp đôi của bên phía CBD Sport lại không chơi Lucian và Milio. Hơi đáng tiếc một chút xíu mà thôi. Nếu mà đó là Lucian Milio tôi cảm giác được sẽ yên tâm hơn cho đội hình của bên phía CBD và chúng ta sẽ thấy một cái trận đấu vô cùng mãn nhãn. Còn ở thời điểm hiện tại đang là khó hơn cho bên phía CBD một chút. Ngoài ra tôi nghĩ tới con Jin. Jin cũng sẽ là xạ thủ 4... anh bốn đạn, không phải là bốn ngón mà là bốn đạn thì cũng sẽ là một lựa chọn nó ok dành cho Sunrush. Nhưng quyết định của họ là Varus và hiện tại thì chúng ta sẽ chưa thể là biết được con Varus này sẽ lên đồ như thế nào. Còn Team Secret đội hình của họ là một đội hình mà rất cơ bản. Đội hình này chúng ta đã thấy được quá nhiều ở những cái kỳ giải đấu chung trước, ví dụ như là VCS hay là chung kết thế giới thì đội hình này đã xuất hiện. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai giữa hai đội tuyển Sunrush Sport đối đầu với cả Team Secret. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho TS. Và trước khi mà đến với ván thi đấu thứ hai này, rất mong quý vị và các bạn có thể để ra một lượt like, một lượt subscribe dành cho kênh VCS Lê Bình Thoại. Tôi là fan ba ván và tôi rất mong rằng là chúng ta sẽ có ván solo. Zouzi đã cầm cho mình mưa kiếm, như vậy gần như chắc chắn sẽ là lối lên đồ sát lực cấu rỉa từ xa để có thể tạo tiền đề cho Vi hay là Yone và Gwen đâm vào cùng với sự hỗ trợ của Rakan. Nhưng ở bên phía bên kia chúng ta được nhìn thấy là đã có hai cái sinh phục đến từ Ares với cả Kiang. Đã có một người chơi Azir rất nhiều nói với tôi là Azir bước chân thực ra là lượng sát thương rất yếu và bạn sẽ cần một cái gì đấy hơn. Và anh ta thích cầm chinh phục hơn. Không biết là các bạn khán giả thấy thế nào. Các bạn có thể để lại cái ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Đúng như là như vậy. Nhưng theo tư duy của tôi thì tôi thấy là chinh phục đi với cả những vị tướng tay ngắn tốt và những vị tướng đỡ đòn tốt. Còn nếu như cầm bước chân tới thì sẽ đi với pháp sư sẽ là tốt. Thì Ares anh ta quyết định đi với Yone và anh ta sử dụng luôn là một cái chinh phục. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng rừng của cả hai đội tuyển. Thì hiện tại thì Xin Dao Kiang anh ta sẽ khởi điểm với bãi chim. Còn Vi sẽ ăn lầu bùa đỏ, bùa xanh trước. Bây giờ không biết có sự đột biến của Ikigai không, ăn bùa xanh xong xuống ganh luôn ở cấp độ 2. Nghe có vẻ là hơi khó tin một chút bởi vì rất khó ganh vào Renata. Bây giờ một con mắt cắm vào bãi chim. Thực ra cái con mắt này một con mắt rất cơ bản.
bạn phải phòng thủ con mắt này, nhưng bên phía Ocelot lại đang không đề phòng nó. Một con mắt này cắm rất nhiều ở khu vực LCK, nó sẽ giúp cho bạn biết được vòng rừng của đối phương ở đâu. Đối phương cái phút này chưa xuất hiện ở bãi chim quỷ biến dị, rõ ràng là ăn từ dưới lên. Cái vấn đề bây giờ là vì ăn trên thì có thể sẽ bị băng trụ, ăn chạy xuống dưới thì bị chậm vòng rừng. Và đối phương thì xin giao đã lộ rồi, bây giờ cấp độ 2 đã có dành cho Eddie cùng với cả Taki. Họ đang muốn chơi tới cấu gì ở lượng máu vào người của Hiếu Ba cũng cả Slow Z để có thể tạo ra một tình huống gây áp lực, nhưng đường dưới thì Slow Z cùng với cả Hiếu Ba đang giữ máu khá là tốt nha. Bây giờ có lẽ sẽ là một vòng rừng full clear của Kiang và hướng đến việc là giao tranh ở con cua trên mà thôi. Những cái tốc độ di chuyển của Ikigai đang là vượt trội hơn một chút. Đó là lý do tại sao mà Kiang đang muốn có một sự đột biến. Kiang ta đang di chuyển qua bãi chim quỷ biến dị của đối phương. Anh ta biết là đối phương đang ở bùa đỏ, liệu có muốn vào cướp hay không, di chuyển đã bị phát hiện tầm nhìn với một con mắt của CBD Esports rồi. Thất tung thành công chỉ là cấu rỉa máu mà thôi. Hỏa lực điểm trợ tung ra bởi Taki, anh ta sẽ cấu rỉa ngược lại Ares. Sau khi mà bị xuất hồn đến từ Richard One thì anh ta sẽ không chịu quá nhiều áp lực. Đang cố gắng tạo ra một thế đẩy để giúp cho Xin Giao trong tay Kiang muốn cướp bãi chim của đối phương. Và Kiang đã cướp thành công. Như vậy sẽ là một pha mà lợi thế hơn một bãi quái rừng đến từ Kiang. Anh ta sẽ về kiểm soát tầm nhìn ở khu vực sông, sẵn sàng cho con cua chuẩn bị xuất hiện. Còn Ikigai bỗng nhiên ta mất một khoảng thời gian mà anh ta không biết làm gì cả. Những khoảng thời điểm này chắc là muốn ra tấn công mà thôi. Tôi cũng sẽ muốn tấn công ngược trở lại, nhưng nên nhớ là đường giữa là Ares đang đẩy tốt hơn. Hiện tại thì Ares đang đẩy tốt hơn so với cả Lichamon. Nhưng quyền kiểm soát sông trên là Ikigai lại là người chủ động hơn do Pun đang đẩy ở đường trên này. Và bí kíp để giúp cho Sunrush họ giành chiến thắng trong ván thi đấu này đó là đánh theo Pun hoặc là Richard. Đấy là điều kiện rất quan trọng. Còn TS, đội hình họ, đội hình 5 giao tranh 5v5 có dàn chắn thì họ phải ngăn cản những cái pha bọc cánh và đánh trực diện. Đấy chính là cái điều kiện thắng của TS trong những tình huống giao tranh tổng. Còn bây giờ thì TS họ đang có được một thế đẩy khá là tốt. Nhưng Solo gì, mặc dù anh ta bị ép nhưng chỉ số lính của anh ta cũng đang khá là tốt trước Eddie. Dù vậy thì Varus với Rakan sẽ là bộ đôi mà bị ép, bạn sẽ chỉ phòng thủ đường được thôi, chứ bạn không thể thi đấu lấn lướt được như là cái cặp Senna và Varus ở ván đấu trước của team Secret. Ở thời điểm hiện tại thì Severus sẽ có những đường thi đấu lấn lướt là đường trên và một chút ở khu vực đường giữa khi mà Richard One bắt đầu có được những cái cấp độ của mình rồi. Nhưng ở đường dưới sẽ là một đường phòng thủ đợi cho sự xuất hiện của Ikigai với những pha vòng ra sau và với cú đấm bùng nổ của mình. Kiang đang muốn ganh, Richard One vừa rồi đã hụt xe rồi và đang nhử đối phương. Richard One có lớp kiên đến từ cái chảm hồn, nhưng ta đang bị cấu rỉa máu. Kiang đang tới cố gắng, ui Richard One này ta đã lướt thành công qua tường. Tôi nhìn hiệu ứng nó hơi ảo, tôi đang giật mình có phải là cái tốc biến hay không, nhưng không, nó là cái hiệu ứng nó hơi vàng vàng một chút xíu, nhưng nó không phải là tốc biến. Đó là cú Q3 mà Richard One đã rất tinh quái khi anh ta tích được cú Q3 của Yone trước để đảm bảo với những tình huống như vậy. Vòng rừng của cả hai bên đều đã lộ, nhưng lúc này đã có một tình huống biến về hơi hớ hênh của Richard One có cản đến từ Ares và đã khiến cho cái khả năng biến về mua đồ để ra đây sớm hơn của Richard One bị phá sản. Anh ta bắt buộc phải ở lại đẩy nốt cái đợt lính này vào trụ của Ares cái đã. Còn đường trên, Pool đang làm khá tốt, anh ta đã đạt cấp độ 6 rồi so với đối phương. Hasmet bây giờ anh ta phải ngay lập tức quay trở lại lane không. Cái quyết định của Hasmet đó là lùi về một nhịp, sau đó mới biến về. Còn Pool sẽ là người biến về trước. Hơn nữa thì với cái dịch chuyển thì cái nhịp để tấn công còn sâu hay không, nó sẽ thuộc về Ikigai, bởi vì Pool sẽ là người dã trước so với Hasmet. Hiếu Ba di chuyển trước, trong khi đó Taki thì ở dưới đỡ lính. Đây là một cái lợi thế mà Severus đã chuẩn bị được để cho Ikigai có thể có được cho mình ba con sâu đầu tiên. Mặc dù pha thi đấu vừa rồi Richard One đã biến về muộn hơn, nhưng ta cũng đã sử dụng cho mình cái dịch chuyển để ra đường giữa phòng thủ, và nó khiến cho cái việc mà Team Secret cạnh tranh con sâu là không có cơ sở. Hasmet muốn vào nhưng đối phương vẫn còn trừng phạt, cùng lắm thì trừng phạt con sâu cuối cùng này mà thôi, ăn cả ba sâu hư không đến từ bên phía của Ikigai. Và Hasmet ta sẽ mất một vài chỉ số lính bị trụ bắn ở trong tình huống này, và tạm thời sẽ là một bãi sâu hư không dành cho Sunrush. Lợi thế thì đang không có đến từ cả hai team, bởi vì Kiang bây giờ cũng đang hướng tới là con rồng đầu tiên, là con rồng nước trong ván thi đấu này. Nhưng con rồng nước đầu tiên nó lại rất tốt cho bên phía của Team Secret, bởi vì nó gia tăng cho bạn cái khả năng đi đường, giúp cho bạn có khả năng hồi phục ở giai đoạn đi đường này. Nó sẽ tạo thành một cái áp lực lớn hơn cho đội hình của Sebra Esports, và sau đó thì từ cái áp lực này bạn có thể dồn lên khu vực hang sâu hư không để kiểm soát ba con sâu sau, và như vậy hai bên sẽ cân bằng vào sâu hư không thì Severus Esports sẽ không còn có lợi nữa. Chúng ta đã thấy được là tại sao Morakan đang có dấu hiệu bị out meta thời điểm này. Đi đường rất yếu, trong đó tử kiếm tung ra nó không hất tung được bởi Richard One. Cấp độ 7 đã có bởi Richard One rồi. Bây giờ đánh nhau dọc sông nha. Khi mà Ikigai đạt cấp độ 6 thì Team Secret họ phải hết sức cẩn thận. Một bộ combo thôi là sẽ có một người nằm xuống. Và Kiang là người đã bị độ tầm nhìn rồi. Richard One muốn đánh hay không? Rồi anh ta chỉ dọa được một chút mà thôi.
Nhưng với cách lên đồ này thì cái tốc độ farm ở Kiang nó sẽ trở thành một cơn gió. Khi mà anh ta đã có dìu Tiamat rồi, tốc độ farm rừng là cực kỳ nhanh, sẽ giúp cho Kiang tăng tiến được lượng đồ đi lượng đồ nhiều hơn so với Ikigai. Và nếu mà qua đi những cái chiêu cuối đầu tiên của Vi mà không có được nhiều hiệu quả, rõ ràng Xin Dao sẽ là vị tướng chủ động hơn. Pool đang đi lên khá là tốt trước Hasmet nha. Đây là thời điểm mà thường thì một con que sẽ có chơi. Rồi chưa không bắn tung ra. Hai người chơi đã đánh nhau rồi. Xe chỉ là kinh hoạt nên Hasmet đã bị cắt. Anh ta nằm xuống rồi. Pool có xương la bất bại nhưng Xin Dao đang dí rất cắt. Tấp biến thì đã mất đi rồi bởi Kiang. Và Pool đây ta sống hay không đây đang cắt để hồi vào với chinh phục và né được phòng lôi thương. Một cân đôi. Một cân đôi bởi Pool. Hai người lên đây tôi cắt cả hai. Đó là những gì mà Pool đã làm pha thi đấu vừa rồi. Một pha phát động tấn công đến từ team Secret nhưng họ lại có những cái khả năng kết hợp không thực sự tốt. Hasmet rất cố gắng tấn công đối phương ở giai đoạn đầu bởi vì Kiang đang lên, những cái tốc độ lên của Kiang là không đủ và những cái pha xử lý kỹ năng cá nhân của Pool làm 10 điểm, 3 lần xe chỉ luồn kim hoàn toàn trúng hết, lượng sát thương gây ra là quá nhiều với chinh phục với nội tại còn quen nữa. Nó hồi lại một lượng máu quá lớn để cho Pool có được cho mình 2 điểm hạ gục với những cái pha xử lý tuyệt vời. Và bây giờ mặt nạ mà đã có trên người của Pool thôi toàn kéo top được rồi và Kasante quyết định là lên một cái tàn tích Bami. Thường thì Kasante sẽ ít lên tàn tích Bami hơn là thủy kiếm. Tôi đã chơi cái Kasante này và lên cái tàn tích Bami thì đánh không mạnh bằng cái thủy kiếm trong những việc là do trao đổi chiến thức với đối phương. Do đó bây giờ Hasmet sẽ chỉ giữ len mà thôi, còn đối phương thì đã có được một cái mặt nạ hắc ám cùng với cả một cái giày nữa. Bây giờ quyền kiểm soát sông trên chắc chắn là sẽ thuộc về Sabaoth. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại với món trang bị áo choàng hắc quang, thực ra là bạn cũng có thể là lên món trang bị này đối đầu với Gwen cũng được, bởi vì nó sẽ cung cấp cho bạn khả năng kháng phép và khả năng đẩy lính nữa. Dù vậy, cái găng tay băng giá vẫn sẽ là món đồ tôi nghĩ là rất quan trọng. Và Hasmet bật chiêu cuối chưa thực sự đẹp đến từ Taki. Rồi có chiêu cuối, hợp chất đi đoạn tung ra rất đẹp, né luôn cả phong lôi thương. Nhưng chiêu cuối slow gì nó lại không chính xác. Kinh hoạt mưa kiếm bắt tay không thành công, định mệnh mới gọi tung ra để cứu vào người Taki. Và Taki sống sót một chấm máu. Kiang bị trụ bắn, Kiang sẽ nằm xuống. Ikigai anh ta chưa có tả xung hữu đột trong tiếng này và tạm thời sẽ chỉ là một đổi mập mà thôi, nhưng tất cả những diễn biến nó đang bắt đầu có lợi dành cho Sabaoth. Hình như đây là lý do mà khu vực reset chúng ta ít sử dụng Xin Dao. Tôi cảm giác Kiang anh ta dùng chưa mượt lắm cái bộ combo của Xin Dao này và nó khiến cái thời gian băng trụ nó bị lâu hơn. Và với cái việc băng trụ quá tốn quá nhiều thời gian như vậy thì đường trên rõ ràng là Pool muốn làm gì thì làm. Nó sẽ là một đường thắng cho bên phía CVD Esports. Đường giữa, Richard One cũng vẫn đang farm cực kỳ tốt và cái ngưỡng sức mạnh của Yone sẽ đến sớm hơn so với Azir. Năm cấp đầu thời điểm mà Richard One sẽ hơi khó khăn trước một vị tướng có sải tay dài đã qua. Đây là thời điểm mà Ikigai đã có tả xung đột, anh ta có tốc biến. Nhìn lại Kiang thì không. Đánh nhau ở khu vực hàng con sâu như này thì nó lại là quá mạo hiểm và đang muốn ăn con cua này, nhưng nếu như có tả xung đột sớm ở Ikigai thì Kiang mới là người sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Hasmet đang đứng ở một góc có thể tiếp cứu được cho người đồng đội của mình tốt hơn. Nên Ikigai quyết định là anh ta sẽ không lộ quá nhiều. Anh ta vẫn đang đứng ở một vị thế có thể chủ động tấn công hoặc không. Quyết định là tấn công vòng qua tầm nhìn của cua, sau đó tấn công vào ba con sâu này. Và lại một lần nữa đội 2 là đội có quyền kiểm soát toàn bộ 6 con sâu luôn. 6 sâu sẽ là một nguồn sức mạnh rất lớn với giai đoạn sau, đặc biệt là bên phía sâu đất. Đội hình họ có nhiều kiểu đánh. Họ có thể đánh 1-3-1 và với cái việc mà có 6 sâu, cái kiểu quen quá chiến thuật 1-3-1 này nó sẽ phải tối đa hiệu quả. Và điều kiện thắng của Sabaoth đang bắt đầu dần hình thành. Họ đánh xoay quanh Pool cùng với cả Richard One. Pool thì đã có 2 mạng, còn Richard One thì đang farm rất tốt đường giữa này. Và thời điểm mid game chưa phải là thời điểm hoàng kim của Azir, còn đó là thời điểm hoàng kim đến từ Richard One. Chính xác là như vậy. Nhưng Sabaoth Esports là một đội tuyển lúc đầu họ đánh rất mạnh, nhưng càng về sau thì cái thiếu hụt kinh nghiệm của họ sẽ khiến họ phải trả một cái giá. Thì liệu cái việc mà họ đang bất lợi ở đường dưới này có khiến cho cái ván đấu này sẽ dần tuột khỏi tay của Sabaoth về sau của ván đấu không? Có muốn mang trụ hay không? Vì trọng tài Ikigai đã tới để hỗ trợ dành cho hai người chơi đường dưới này. Hất tung thành công, có sợi xích cầu đầu tung ra, ngay lập tức có thanh tẩy nhưng mê hoặc thành công đến từ Hiếu Ba. Hiếu Ba bị bắt tay, anh ta bị đẩy về và Hiếu Ba đạp xuống ngay lập tức Eddie xuống dạ cứu cánh. Slowzy bị đẩy lui về với cái chiêu cuối đến từ Kiang, nhưng sát thương là đủ với phong lôi thương. Sát thương cuối cùng đoạt mạnh tung ra đến từ Yone và anh ta vẫn đang chén, nhưng hợp chất đưa đoạn đã tới để hỗ trợ dành cho các thành viên của mình. Quen đến Pool đang tới, Pool đã bắt đầu có được một mạng, anh ta cắt đối phương, anh ta có xe chỉ lời kim tả xuống đầu tung ra. Taki thấp báo, Taki tấp biến về chơi khô báo được sử dụng. Đây là Kasate. Taki nằm xuống rồi và bây giờ là 2-2. Hasmet đang còn đây và Aren cũng là như vậy, và đây là giao tranh 4-3.
Khi mà bạn nhìn thấy giao tranh cân người nhưng máu của Kasate không tụt xuống, nghĩa là đội nào có KC là đội đấy thắng. Lượng sát thương là quá nhiều ở thời điểm hiện tại, mặc dù là chỉ lên đồ hỗ trợ thôi, à lên đồ chống chịu thôi. Các bạn có thể thấy pha thi đấu vừa rồi, khi mà chúng ta nhìn thấy một pha 3-3 nhưng một bên còn Kasate và Wen đã thấp máu rồi, thì làm gì có cửa nào bên phía Cyberdot Esports giành chiến thắng pha thi đấu vừa rồi. Đầu tư rất nhiều dịch chuyển và những cái pha di chuyển đến từ các thành viên của cả hai bên, nhưng Team Secret là đội có được lợi thế hơn trong pha trao đổi vừa rồi, khi mà họ có được cho mình những điểm hạ gục rất quan trọng dành cho đường trên của mình là Hasmet. Tôi như thấy là SD đã có định mệnh vẫy gọi rồi, Kiang đã hồi tốc biến và bên phía của Serlot họ đã có được 3 cái tốc biến ở trên người. Các thành viên của Team Secret họ đang muốn phòng thủ lane trước. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tối này. Tôi thấy là Reata của Taki chính là cái chìa khóa để giúp cho các thành viên của TS giành thắng lợi ở pha giao tranh. Taki xử lý rất ổn và pha thi đấu này chỉ thiếu một chút sát thương nữa thôi là SD có thể hồi sinh lại được, nhưng mà không hồi sinh được thì sao? Chúng ta có thể nhìn thấy lúc đầu pha giao tranh nhìn có vẻ lợi thế hơn so bên phía Cyberdot Esports khi mà Vi cũng lao vào đẹp, nhưng khi mà nhìn thấy Hasmet bật khô máu và lượng máu của anh ta còn nguyên thì cái này là không thơm rồi. Đấy, anh ta khô máu, anh ta cô lập được full, hạ gục full là bên kia không còn sát thương nữa. Khi mà Vi đã tung ra chiêu cuối, Vi chắc ăn thì chưa có được đồ đầu tiên. Rồng đã có dành cho các thành viên của bên phía team xanh, đó là team Secret. Và hai team chỉ dừng lại đây mà thôi, tung ra những cái chiêu cuối để rút lui về. Không có giao tranh 5v5, chỉ là giao tranh 4v4, nhưng không, Rồng đã có thuộc về TS, họ đã có con rồng thứ hai. Bản đồ sẽ là bản đồ rồng lửa và chúng ta sẽ có những cái tàn lửa địa ngục ở khắp trên bản đồ. Và nó sẽ xuất hiện nhiều hơn bên phần sân của Cyberdot Esports khi họ đang là đội ít tiền hơn so với đối phương. Dù vậy thì những cái tàn lửa địa ngục này nó chưa thực sự khỏe. Đấy là lý do tại sao ở phiên bản 14.2 chúng ta sẽ phải tăng gấp đôi cái lượng hồi kỹ năng mà một tàn lửa này nó mang lại. Và đó cũng sẽ là một cái lý do nào đó để cả hai người chơi của cả hai team sẽ va đập vào nhau nhiều hơn. Để lấy những cái tàn lửa đó cũng sẽ là một cái sức mạnh không hề nhỏ. Nó giống như kiểu là chúng ta đang mua bình thuốc khi mà chúng ta về với cửa hàng. Còn bây giờ thì Pool sẽ tiếp tục đẩy ở cánh trên này, anh ta đã có được 4 mạng rồi. Sau pha dịch chuyển xuống đường dưới thì anh ta có được 2 mạng. Từ đó thì cái lượng tiền của Serlot đang đổ dồn lên người chơi đường trên này, chắc chắn anh ta sẽ phải là người gánh thôi. Còn bây giờ Ikigai đang cố gắng farm tiếp một con Vi cùng với cả Xin Dao. Cái chất tướng của hai vị tướng này nó khá là giống nhau, đều là thật mạnh ở thời điểm đầu, nhưng về giai đoạn sau thì nó sẽ trôi tuột theo thời gian và họ sẽ hướng tới là con sứ giả khe nứt. Cái quyền trượng ác thần này đã thay đổi một chút về cái nội tại của nó, đã không còn cung cấp cái lượng sát thương chuẩn ở cái quyền trượng này nữa, nhưng ở tối đa chỉ số thì nó sẽ cho bạn khả năng hồi phục giống như ngày xưa. Bây giờ thì ở những cái sách đầu tiên bạn sẽ không có khả năng hồi phục nữa, nó sẽ làm giảm đi một chút cái sức mạnh mà Gwen có thể tạo ra và nó sẽ khiến cho một con Kasate vừa rồi có 2 điểm hỗ trợ và có được món trang bị chống chịu đầu tiên là áo choàng hắc quang này rồi, nó sẽ có được một cái khả năng thở được rất rõ ràng hơn. Bây giờ thì đã có tốc hành của Hasmet. Hiện tại thì dịch chuyển đang có trên người của Hasmet, trong đó đi trong ăn thì không. Và khi mà đi với cả một con Yone thì chắc chắn là Hasmet không sợ rồi. Chúng ta đã hoàn thành xong một cái áo choàng hắc quang để gia tăng khả năng đẩy lính. Và chất tướng thì đấu sĩ nó sẽ không mạnh hơn so với cả một con tanker ở thời điểm này. Nên là TS họ đang chia lane khá là tốt. Họ để cho một con tướng tay dài đối đầu với cả một con Gwen đang xanh bên kia, còn để cho Kasate đi với Yone ở đường dưới. Bây giờ họ đã có được sứ giả thay đứt, họ đang hướng tới là cái trụ đầu tiên đường trên thì cái trụ còn nhiều màu quá. Taki phát hiện được full ở đây rồi. Rồi bắt tay với... bắt tay thành công, hất tung liên tục, Sương La bất bại tung ra. Ui, xe chỉ lực kim gây được rất nhiều thương, nhưng hết Sương La bất bại thì ngay lập tức Pool phải tốc biến về. Lấy được tốc biến của đường trên và đấy là tốc biến của Gwen sẽ giúp cho SD với cả Taki được an toàn hơn trong những pha giao tranh sắp tới. Nhưng cái mà họ đầu tư là gì? Một cái thiêu đốt mà thôi, không phải là quá nhiều. Chiêu cuối của cả Asia lẫn Xin Dao đều được giữ lại để cho những giao tranh tiếp theo. Chênh lệch về tiền nó vẫn đang rơi vào một con số khoảng 800 mà thôi. Vẫn là một chút lợi thế này cho Team Secret, nhưng lợi thế này là không quá đáng kể. Và lợi thế đó nó không phải là quá đáng kể, mặc dù họ có hai dòng nha. Đây là thời điểm mà Team Secret họ đang chuẩn bị bước vào cái giai đoạn hoàng kim của Serlot. Khi mà có được hai món trang bị lớn thì đội 2 đến 3 món trang bị lớn đội hình của Serlot, đội hình đấu sĩ, nó sẽ phát huy tối đa sức mạnh lớn nhất. Do đó thì cái lượng tiền các bạn nhìn thấy trên màn hình và cái lượng dòng nó đang chênh lệch là một cái lượng chênh lệch nó rất mong manh. Rất mong manh, nhưng lúc này thì sức mạnh của Xin Dao đã được phát huy khi mà anh ta đã hoàn thành cho mình là dìu đại mãng xà. Đấy, khả năng dồn sát thương. Hasmet anh ta chơi khô máu, nhưng bây giờ ai sẽ là người khô máu đây? Lao tới Pool không có sẽ chỉ lấn kim, nhưng anh ta hồi máu liên tục với cái chinh phục của mình. Và các bạn nhìn thấy một con Gwen chấp chiêu cuối nhưng vẫn gần như đánh thắng với một con Kasate.
Đó là một lượng sát thương rất mạnh mẽ trả ngược lại đến từ Pool. Nhưng Haspet đã hoàn thành được cái yêu cầu, đấy là đẩy lính về trụ và sau đó sẽ biến về để có thể set up cho những tình huống giao tranh tiếp theo. Giang bây giờ đã chuẩn bị lên món trang bị thứ hai, có thể là giáo thiên ly luôn, với một con si dao này để giúp cho khả năng dồn sát thương của nó lên tầm cao. Và lúc đấy sẽ là cái khoảng thời điểm đẹp để cho Team Secret có thể mở ra những tình huống giao tranh liên tục. Với một con Kasate trong đội hình của mình thì Giang được phép lên đồ theo thiên hướng là nhiều sát thương một chút. Và tạm thời thì Wen trong tay của Pool anh ta sẽ đẩy xuống đường dưới để giúp cho Sabrat họ kiểm soát cái phần bảng bà đầu phía bên dưới tốt hơn. Nhắm tới là con rồng thứ ba trong ván thi đấu này. Rồng thứ ba thì chắc chắn là Sabrat họ không muốn bỏ. Còn Team Secret không biết là quyết định của họ như thế nào. Họ muốn kéo người lên cánh trên hay chăng? Kéo người thì đánh đẩy lẻ không phải là lựa chọn tối ưu dành cho họ. Do đó họ tập trung người đường giữa, lấy sứ giả húc vào. Lấy sứ giả húc, nhưng mà sứ giả ở phiên bản này thì nó húc vào cái trụ đầu tiên, nó không mang lại lượng sát thương quá lớn. Và sau đó thì Team Secret vẫn phải ở lại đây tấn công thêm thì mới hạ gục được. Và nhiều đó thôi là đã đủ để cho Slowzy có thể phòng thủ được một chút thời gian rồi. Nhưng có một cái vấn đề đấy là chỉ số farm của Slowzy và khả năng lên đồ ấy ta đang quá chậm so với một con Kalista ở bên phía bên kia. Rất khác so với ván thi đấu trước, khi mà đường dưới của Team Secret ván thi đấu này thi đấu triệt để hơn rất nhiều, có được nhiều đồ hơn. Và nó ép cho con Varus của Slowzy không thể farm được. Và ở thời điểm hiện tại, Varus sát lực mà yếu đồ như thế này thì Severus sẽ không có sát thương. Có chịu thực sự bởi Hasmet anh ta Dina được rất nhiều kinh nghiệm của Pool. Và tạm thời thì Hasmet đã có được cái trục đầu tiên đường dưới kết hợp với cả con rồng dành cho TS. Và chúng ta chưa thấy được 6 sâu của Sabrat phát huy được hiệu quả trong ván thi đấu này. Trong khi đó TS họ tận dụng thời điểm đó, họ lấy được 3 rồng. Có một cái điểm này đấy là Ikigai lên dìu đen, đúng là nó sẽ cho con Vi này lượng sát thương lớn, nhưng nhìn về đội hình của Sabrat lại không có chất tướng nào tận dụng được cái nội tại của dìu đen này để tấn công cùng với cả Ikigai. Cùng lắm chỉ có Richard One thôi, nhưng lượng sát thương của anh ta ở thời điểm hiện tại cũng chưa phải là nhiều. Trong khi đó Varus sát lực nó chỉ gây được sát thương một lần thôi, nó không gây được sát thương duy trì. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy được cái lượng sát thương của Sabrat nó cứ thiếu và cứ thiếu một chút như vậy. Nó sẽ khiến Team Secret sẽ là đội có lợi thế hơn. Rồi, Pool đã bị Hasmet thả diều. Thực ra thì với tôi con Vi lên đồ gì cũng được anh Dương à. Cái cách di chuyển con Vi nó mới là cái thứ quan trọng nhất, cái chất tướng của nó có hạn sử dụng và cái cách sử dụng chiêu cuối nó sẽ là cái lợi thế tối ưu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ván thi đấu này. Và Sabrat họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực ở quanh khu vực hang rồng. Cái tình huống ở đường dưới nó đã quyết định rất nhiều cái thế trận ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là TS họ đang thua về mạng nhưng họ đã có được 3 rồng. Cách triển khai đội hình của họ cũng tốt hơn so với đối phương. Còn Sabrat họ chưa có bất cứ một tình huống nào chia lane tốt giống như là TS. Và vấn đề của họ là cái con rồng của ván đấu này là rồng lửa, nó sẽ cung cấp luôn cái lượng sát thương mà Team Secret đang thiếu. Và khi mà bước vào những pha giao tranh như vậy thì Sabrat cần phải rất cẩn thận, bởi vì đội hình của họ là đội hình không có chống chịu. Richard One sẽ là lên theo kiểu là semi tăng, nghĩa là sau cái món trang bị gươm suy vong đầu tiên sẽ là cái găng tay băng giá để cung cấp thêm cái khả năng gây sự hiệu ứng khó chịu và chống đỡ một chút. Nhưng họ vẫn là khá mỏng nha. Và khi mà Team Secret có nhiều sát thương đến từ con rồng, nó sẽ là dấu chấm hết cho đội hình này của Sabrat Esports. Và con rồng tiếp theo chắc chắn là hai team họ sẽ hướng tới rồi. Bởi vì một team sẽ có được linh hồn rồng, một team thì đang ở trong ngưỡng sức mạnh của mình. Hiện tại thì lượng tiền tranh nhau đang là 2k tiền. Bây giờ nó cũng sẽ là một vấn đề lớn rồi, bởi vì TS họ có 3 con rồng nữa, nó sẽ stack với 2k tiền này. Và TS họ sẽ đi chung với nhau 5 người, họ sẽ phát huy được tối đa sức mạnh. Còn cánh đánh theo kiểu 1-3-1 thì chúng ta chưa thấy là Sabrat họ triển khai tốt để tận dụng được 6 con sâu. Có một cách để ngăn cản 6 con sâu nó lăn cầu tuyết, đấy là không cho đối phương đụng vào trụ. Và Team Secret đang làm đúng cái điều đấy. Những đường giữa bạn mới đẩy xong rồi, bạn sẽ không thể đụng được đến trụ 2. Đường trên có Azir của Ares với hai đồ bây giờ đẩy liên tục, thì bên phía Sabrat rất khó để có thể đụng vào trụ 2. Và khi mà họ muốn đụng như vậy, họ bắt buộc phải tấn công ở một cánh khác để đối phương dồn người xuống cánh đấy. Nhưng khi mà combat thiếu người thì Sabrat Esports cũng sẽ yếu hơn so với Team Secret. Nên lúc này Sabrat Esports cần phải có một cái gì đó thật sự đột biến. Đột biến sẽ nằm ở đường dưới này. Bởi vì nếu như muốn tạo ra đột biến thì Pool phải giao tranh với cả Hasmet liên tục. Nhưng bây giờ họ muốn bắt người, sợi xích châu nó tung ra. Người được chọn là Taki, Taki nằm xuống quá nhanh rồi. Còn ở đường dưới tôi nhìn thấy có đánh nhau chơi khổ bóng nó tung ra đến từ Kasate trong tay Hasmet. Xe chỉ lực kim lần ra tung ra và Hasmet đã bị cắt chết rồi. Đây là sai lầm của Hasmet, bởi vì đây chính là cái cửa lớn nhất để giúp cho Pool cùng với những người đồng đội của anh ta tận dụng lợi thế đánh 1-3-1. Bây giờ thì khi mà mất hai người, Team Secret bắt buộc phải để cho đối phương triển khai cái sự áp đặt của mình lên cánh trên. Đường dưới sẽ là một đường mà không có ai phòng thủ cả, và với 6 con sâu hư không
thì Poon hoàn toàn có thể đẩy vỡ cái trụ hai này ở thời điểm hiện tại. Taki cũng sẽ phải di chuyển sang khu vực hang Baron bởi vì cái bùa lợi này là quá quan trọng. Team Secret bắt buộc phải đầu tư. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được là Hazmat là muốn tấn công trước, nhưng xe chỉ luồn kim lần thứ 3 của Poon lại quá chính xác. Anh ta giữ cho đến khi nào mà không thể trượt được nữa và để tối đa cái lượng máu có thể hồi lại. Và rồi với nội tại của Wen và với cái chinh phục, anh ta là người chiến thắng trong cái cuộc đua mà hồi phục đó. Anh Baron có Kalista, có Azir, khả năng kiểm soát Baron đang là rất tốt đến từ team Secret nha. Nhưng bây giờ thì hợp chất được tông ra để có thể ngăn cản con vi này. Yone có xuất hồn, có được Baron này, đó là TS. Nhưng họ đang muốn đánh nhau, Yone quay về chỉ là cái xác của thôi, phần hồn đã biến mất rồi. Và Baron dành cho TS. Một pha thi đấu rất khó hiểu của CBR Esports, bởi vì tôi nghĩ nếu Hiếu Ba không có chiêu cuối, bạn không cần phải đâm vào pha thi đấu vừa rồi. Pha thi đấu rất 50-50, Ikigai mất tốc biến để chạy về được, nhưng Richard One thì không. Hiếu Ba vòng được một góc rất đẹp nhưng ta không hề có chiêu cuối. Chiêu cuối bây giờ mới hồi lại thì không thể mở tấn công. Team Secret đã có một lựa chọn rất đúng khi mà Asia có hai đồ và họ tham minh được cái chiêu cuối của Hiếu Ba chưa hồi, nên họ đâm vào ngay lập tức và điều đó đã đem về thành công. Đúng là như vậy, họ nhận ra rằng là Hiếu Ba một cái chiêu cuối rất quan trọng thì lại chưa có. Do đó thì họ tận dụng thời điểm đó để có thể ép đối phương ra Baron trước đã. Sau đó thì họ mới quay sang là đánh người. Baron đã có dành cho TS rồi, rồng chuẩn bị xuất hiện. Thời điểm này là thời điểm mà Hiếu Ba cùng với những người đồng đội của anh ta cũng đã có mặt ở trên bản đồ. Sẽ là một mục tiêu rất khô máu đến từ cả hai team. Và ở thời điểm này thì TS họ đang có bùa lợi Baron. Bây giờ thì con rồng này không thể ngăn cản được rồi, tốc độ ăn là quá nhanh. Team hoàn toàn có thể hy sinh để ăn con rồng này. Rồi có trừng phạt kết hợp với cả giày vò thì làm sao mà cướp đây. Nhưng về chiêu cuối sẽ tiếp tục lôi lao thẳng vào đến từ Vi. Họ đang muốn chọn vào người của SDS đi nằm xuống rồi. Bây giờ Gwen ở đây đang cắt. Poon là người được cắt cử để có thể lao tới gây sát thương. Nhờ bên này thì sát thương đến từ Azir quá là kinh khủng khiếp. Có rất nhiều những cú đẩy đẹp trong pha thi đấu vừa rồi của team Secret. Và nó khiến cho các thành viên của Severus đã lên bảng đếm số hoàn toàn một pha quét sạch. Nó khởi đầu với việc là Ikigai băng vào hơi sâu, buộc phải mất thêm cả tốc biến của Richard One và Poon để có thể lao vào tấn công cùng. Các bạn có thể xem lại pha thi đấu này. Ikigai băng vào cực kỳ sâu, nó khiến những người đồng đội của anh ta phải mất rất nhiều thứ để có thể đi theo. Và khi mà bạn hạ gục được Kalista thì còn đó Azir. Azir đẩy toàn bộ đội hình của bên phía Severus ngược trở lại, rồi tốc biến qua bên kia tường, rồi tiếp theo cú đẩy ba người của Hazmat là dấu chấm hết cho mọi hy vọng giao tranh của các thành viên CBR Esports. Và liên tiếp là những cú đẩy. Đầu tiên là cú đẩy đến từ Kiang với một cái bán nguyệt thương. Sau đó là cú đẩy với phân chiến hạ của Ares. Và cuối cùng là một pha mở đường trúng ba thành viên của Hazmat. Và từ đó thì TS họ đã có được pha giao tranh hoàn toàn thắng lợi. Một con rồng, linh hồn rồng họ đã có. Bùa lại Baron thì bây giờ có lẽ họ đó đã hết rồi, gần hết. Nhưng nó đem lại cho các thành viên của team Secret là 5.174 tiền. Một con số rất ấn tượng với Baron Power Play của các thành viên bên phía team Secret. Và ở thời điểm hiện tại tôi có thể coi được là SD là xạ thủ chim mồi mà thôi. Bởi vì rõ ràng lượng sát thương anh ta mang lại trong giao tranh không thể đọ được với một con Azir của Ares ở thời điểm hiện tại. Một tình huống mà Ikigai cố gắng chọn vào Kalista, nhưng khi Kalista nằm xuống, lượng sát thương thực sự của team Secret mới được bộc lộ ra. Và điều đó nó đã khiến cho thế trận của ván đấu này trở nên quá khó để có thể lật lại dành cho bên phía của CBR Esports. Và TS họ cũng đã kiểm soát mục tiêu rất tốt với khả năng giày vò kết hợp với trừng phạt. Còn bây giờ thì 6 sâu, nhưng sau đó họ không có một cái gì cả. Họ đang bắt buộc phải phòng thủ quanh cái căn cứ của mình. Và tạm thời thì TS họ đang chờ người tới đánh nhau. Thời điểm hiện tại thì tank đã cứng, sát thương giảm sao có. Và hơn nữa thì các thành viên của Sabrat họ không có được một góc để luồn ra sau đẹp. Bây giờ sợi xích câu lối tung ra nó không chính xác. Bây giờ lao thẳng vào bởi Kia, Slowzy không có nhiều máu nữa. Một cái bán nguyệt thương bắt buộc tóc biến về để né bởi Slowzy. Và sẽ là một cái cửa dành cho các thành viên của TS. Họ đang bắt đầu muốn kết thúc ván đấu này chăng? Họ chưa muốn kết thúc, họ muốn đánh một cách chắc cú và cắt cử người sang hai cánh để đẩy tiếp. Lượng sát thương quá lỗi đến từ một con xin rào, một combo rất cơ bản lao vào kích hoạt dìu đại mãng xà, đánh được hất tung đối phương lên, bắt buộc cho đối phương phải mất cho mình là cái tốc biến. Tốc biến đổi tốc biến, nhưng rõ ràng một con Varus khi mất tốc biến nó sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn so với một con xin rào. Xin rào có thể hồi lại chiêu cuối, có thể chịu được một lượng sát thương rất lớn trong những tình huống giao tranh, nhưng Varus của Slowzy thì lại không có được cái điều như vậy. Poon đang muốn lấy cái trụ này có tiền thưởng mục tiêu, nhưng không dám đứng lên cao bởi Poon. Bởi vì Hazmat anh ta có cái áo cho hắc quang, đánh nhẹ một đòn thì cái tờ lính nó sẽ bay màu ngay lập tức. Trang bị tiếp theo Hazmat muốn lên có thể là một cái giáp gai
đến ta. Thực ra cái giáp gai chỉ giảm đi khả năng hồi máu đến từ Yone mà thôi. Thực ra Yone cũng khá là sợ cái áo choàng, cái giáp gai này. Còn các thành viên còn lại của Sao Đất họ đang muốn phòng thủ, nhưng mà Yone tầm này lao vào có khi là đi luôn. Rõ ràng là Richard One cần thêm một cái vô cực nữa để giúp cái lượng sát thương của anh ta trở nên ấn tượng hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với một găng tay băng giá và với một gươm vô danh thế này, thì rõ ràng là Richard One không thể chặt được ai cả. Bên phía bên kia, Ares đã có thêm cho mình đá hắc hóa, và SD cũng đã có được cho mình đao tím rồi. Đao tím sẽ cung cấp cho anh ta giảm hiệu ứng, nó sẽ khiến cho những cái xiềng xích tội lỗi của Varus hay là chiêu cuối của Hiếu Ba mất đi phần nào đó tác dụng và giúp cho SD có thể an toàn hơn. Và hơn nữa thì Pool này ta cũng sẽ bị giảm sát thương lên người của SD nữa. Hiện tại thì Igai đã qua cái giai đoạn hoàng kim của anh ta rồi. Giai đoạn này là giai đoạn mà Igai phải đối mặt với rất nhiều tình huống khó khăn nếu như anh ta lao thẳng vào giữa đỉnh đối phương giống như tình huống trước đó. Yang muốn chơi tới không có tập biến bởi Slowzy, nằm xuống quá nhanh nha chàng đây. Anh ta đã cố gắng lết về, có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của anh ta, nhưng Yang vẫn muốn chơi tới luôn. Anh ta lao thẳng vào phong lôi thương, nó trúng ba thành viên của đối phương, bắt một tập biến về đến từ các thành viên của Sao Đất, đó là Ikigai. Và giờ TS họ đã muốn càn lên với năm thành viên lính đứng trên đang đẩy tới, và tạm thời thì nó chưa đẩy tới trụ, do đó thì TS họ đang chờ thêm một nhịp nữa. Với linh hồn dòng lửa và với một con xin dao có đồ thì đó là cơ đác mộng cho bất kỳ một xạ thủ nào ở trong ván thi đấu này. Slowzy chưa hồi tốc biến nha. Rồi, Slowzy chưa có tốc biến, người được chọn để tiếp tục đó là người xạ thủ của bên phía TS. Phân chia rẩy văng ra đối phương rất đẹp hơn trên đất tông ra, nhưng bên này người bị kẹt giữa đội đối phương đó là Ares, đó là Hiếu Ba. Hiếu Ba nằm xuống rất nhanh và Ares đang càn đất đội hình của đối phương, một đội hình có sát thương chủ lực hoàn hảo của TS. Đó là một pha tấn công có ý đồ đến từ bên phía Severus Esports khi mà cả Richard One đã lao vào cùng với cả Ikigai. Nhưng một pha tấn công của Kiang nó đã khép lui những người còn lại và khiến cho lại một mình Hiếu Ba cô đơn ở giữa đội hình lại. SD trong pha thi đấu vừa rồi anh ta đã có được cho mình cái khả năng giảm hiệu ứng nên những cái khả năng lui về là có. Thậm chí với cú phân chia thiên hạ quá đẹp đến từ Ares thì cũng không có nhiều sự nguy hiểm dành cho xạ thủ chủ lực của Team Secret nữa. Và tạm thời sẽ chỉ là một đổi một thôi. Sau đó họ vẫn phòng thủ được cái nhà lính ở đường trên, những cái trụ thì không còn nữa. Bây giờ Baron đã xuất hiện rồi. PS họ có linh hồn rồng, họ có Azir. Không biết là Azir trong tay Alex đã có được món trang bị lần thứ tư hay chưa, nhưng anh ta xỉa của Baron này quá thực sự là nhanh. Lúc nãy thì đã có đá hắc hóa rồi, không biết là anh ta sẽ định lên cho mình là hoa tử linh hay là trượng hư vô. Ở thời điểm hiện tại, trượng hư vô có thể là một lựa chọn nó uy tín dành cho Alex với một lượng sức mạnh phép thuật cộng thêm nhiều hơn so với hoa tử linh. Nhưng mà nếu mà anh ta muốn có một chút vui vẻ thì hoa tử linh cũng được, bởi vì tham dự hạ gục thì bạn sẽ giúp cho ví dụ như là Kiang có thể được hồi phục lại khi mà hạ gục được đối phương chẳng hạn. Rồng thì chuẩn bị xuất hiện, bây giờ nó đã xuất hiện rồi, nhưng TS họ có quá nhiều lựa chọn. Họ có muốn đẩy đường giữa hoặc là tấn công rồng này, họ có bộ lệ Baron thịt người, họ có linh hồn rồng, họ đang muốn tấn công con rồng ngàn tuổi. Đây là một pha mà nếu bên phía CBS làm tốt hoàn toàn có thể lật được, và Pool đã bắt đầu dịch chuyển. Một góc này đã bị phát hiện tầm nhìn bởi Team Secret mất rồi. Sợi xích tội lỗi tung ra, hợp chất lượng cũng được sử dụng. Ikigai là người được chọn, anh ta bị tấn công, anh ta bị chơi khô máu kéo văng ra. Rồi dòng ngàn tuổi đã có thuộc về TS. Chấm hết nhưng rồi. Bây giờ thì lao thẳng tới Kiang, SD không được chơi, nhưng các thành viên còn lại của TS họ lại chơi quá đỉnh đi. Ares ở bên ngoài xỉa Kiang một mình anh ta, càn nát đội đối phương. Double kill dành cho Asmet, triple kill dành cho Kiang và TS sẽ giành chiến thắng. Như vậy là chấm dứt cho các thành viên của Severus Esports mất rồi. Team Secret đã có được con rồng ngàn tuổi khi mà Asmet thi đấu rất đúng bài. Đấy là sách Ikigai ra chỗ khác tâm sự riêng. Và khi mà có rồng ngàn tuổi trên người của Team Secret rồi thì pha tâm sự đấy chiến thắng dành cho Asmet. Và chiến thắng ở ván đấu thứ hai này cũng dành cho Team Secret luôn. Một chiến thắng 2-0 rất xứng đáng. Như vậy là chúng ta sẽ không có cặp thi đấu solo của ngày thi đấu hôm nay. Như vậy là chúng ta đã bước sang 3 ngày thi đấu của giải đấu VCS rồi, nhưng tỷ số đều là 2-0. Có vẻ như không đội tuyển nào muốn chơi solo cả. Ở thời điểm hiện tại, các đội tuyển giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên thì ván đấu thứ hai họ thậm chí đánh còn nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với ván đấu đầu tiên. Có vẻ như ván đấu đầu tiên khi mà chưa biết được là cái sức mạnh của đối phương như thế nào nên họ đang có những sự thăm dò. Nhưng ở ván đấu thứ hai khi mà biết mình đang ở đâu rồi thì Team Secret đã thể hiện một bộ mặt vũ bão hơn rất nhiều. Một ván thi đấu mà rõ ràng chúng ta thấy được Sao Đất họ cũng đã có được những cái động thái